chỉ số đã trở lại rồi đây. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ ở tập trước thì anh có cặp trâu đã vừa báo tin mừng cho tôi là anh ấy đã tìm lại được cặp trâu các bạn ạ. Mặc dù là anh ấy đã để dành một khoản để dự phòng cho cái cặp trâu có thể mất đấy của anh ý. Trước tiên thì tôi xin được chúc mừng anh vì anh vừa giữ được tình bạn này, vừa tìm lại được cặp trâu này, mà lại có thể dùng cái khoản tiền đã để dành đấy để làm một việc khác. Đấy, và cái khoản tiền đã để dành đấy thì trong ngành ngân hàng người ta gọi đấy là dự phòng cho nợ xấu. Thế thì dự phòng nợ xấu là gì? Dự phòng nợ xấu hay còn gọi là dự phòng rủi ro tín dụng. Trong ngành ngân hàng ý, thì khi mà khách hàng người ta vay tiền gặp khó khăn trong kinh doanh, người ta không có đủ khả năng để trả lại cái khoản tiền người ta đã vay đấy, thì có thể dẫn đến ngân hàng sẽ phá sản. Vì vậy theo quy định của pháp luật thì ngân hàng sẽ phải trích lập một cái khoản dự phòng cho cái khoản nợ xấu đó. Và trong trường hợp không thu hồi được ý, thì cái khoản trích lập đấy nó sẽ bù đắp cho cái khoản nợ xấu mà người ta có khả năng mất mát đó. Như thế có nghĩa là nợ xấu và trích lập rủi ro tín dụng ấy thì luôn đi cùng với nhau. Khi mà ngân hàng có nợ xấu thì họ sẽ phải trích lập rủi ro cho khoản nợ xấu đó. Thế thì các bạn tìm cái thông tin về cái tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro này ở trên báo cáo tài chính của ngân hàng như thế nào thì bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình trong cái phần bảng cân đối kế toán mục số 42. Trong mục tài sản các bạn sẽ tìm thấy mục dự phòng rủi ro cho vay khách hàng. Nếu mà các bạn lấy cái khoản này chia cho cái khoản tổng nợ xấu nhà nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 mà như tôi đã nói trong tập 4 thì các bạn sẽ có được tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro, hay còn gọi là LLR. Thì cái tỷ lệ này là có ý nghĩa như thế nào? Nếu mà ngân hàng trích lập cho toàn bộ cái khoản nợ xấu đó, tức là tỷ lệ LLR này cao hơn 100%, thì có nghĩa là ngân hàng quản trị rủi ro rất là thận trọng và cái nguồn thu nhập dự trữ để lấy ra dùng khi cần thiết của ngân hàng cũng rất là dồi dào. Thì riêng chỉ số này thì các bạn sẽ không cần phải so sánh với các ngân hàng khác, bởi vì thực ra nếu mà ngân hàng mà dự phòng hơn 100% thì tức là nghĩa là tốt rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn so sánh với các ngân hàng khác thì các bạn có thể so sánh để xem là ngân hàng nào đang trích lập dự phòng nhiều hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Thế thì nếu một ngân hàng mà trích lập dự phòng không đủ 100% thì sẽ như thế nào? Thực ra là theo quy định của pháp luật sẽ có cái tỷ lệ trích lập dự phòng tối thiểu cho từng nhóm nợ mà tôi đã nhắc trong tập 4. Với nhóm số 5, tức là nhóm nợ mà có khả năng rủi ro mất vốn cao nhất, thì là ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng lên đến 100%, đấy là theo quy định pháp luật. Còn đối với nhóm số 4 ấy, thì họ chỉ phải trích lập 50% thôi, và nó sẽ giảm dần với nhóm số 3 là 20%, nhóm số 2 là 5%, và nhóm số 1 thì đương nhiên nó không phải là nợ xấu thì không cần trích lập. Vâng, tôi vừa giới thiệu về tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro. Trong ngành ngân hàng, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xấu thì luôn đi cùng với nhau. Và nó là hai chỉ số rất quan trọng để thể hiện cái sức khỏe của ngân hàng cũng như thể hiện cái chất lượng tài sản, như tôi đã nói là tập 4 của ngân hàng. Để đánh giá được cái mức độ an toàn của ngân hàng thì các bạn hãy tìm hiểu về hai chỉ số này và hãy phân tích hai chỉ số này nhé. Quay lại với câu chuyện của anh có cặp trâu, rất cảm ơn anh đã gửi thư cho Phù Thủy. Và tôi xin được chúc mừng anh, bởi vì là cái khoản dự phòng 100% cho cái cặp trâu có khả năng mất vốn của anh ấy, thì bây giờ anh có thể sử dụng để mua quần áo cho vợ này, hay là có thể tổ chức sinh nhật cho con. Nhớ like, subscribe và theo dõi kênh YouTube của công ty cổ phần chứng khoán Phai Chi.